tính toán rất là nhanh. Đố anh thử đi. Anh 125 cộng 672 bằng 200. Nhanh vậy. Ừ. Để em tính lại. Sao nhanh vậy anh, học toán đâu vậy? Em ngu toán lắm. Em tính em bấm lại thử đi. 125 cộng 600 bằng 200. Bước sau có cái cộng mà nó lại lại lên đó. Mình là sai đúng không? Sai đúng không? Thì anh trai đã bán là 200. Phải là bán cộng mà sao hai cái số lớn mà nó. Thì coi như là nó tính sai đó. Nhưng mà vấn đề là nhanh. À. Đúng không? Anh làm toán rất nhanh, còn đúng sai là chuyện riêng của nó. Anh làm toán rất nhanh, còn đúng sai là chuyện riêng đó. Đúng không? Được. Để mốt em vô em nói. Vậy em khoe với cô giáo đó là nó nhanh. Quan trọng là nhanh, còn đúng sai để sao? Cuộc sống mà. Cuộc sống mà phải nhanh rồi. Nhanh là chết.